Xin chào quý vị và các bạn, Anh Thư và Trần Huy Hiếu của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay. 皆さんこんにちは。今回はベトナム夢神戸のアントゥーとチェンフィーヒューが日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。Phần 1 của chương trình tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi đã truyền tải một số nội dung liên quan đến phòng chống thiên tai, nhìn lại một vài chương trình đã thu âm trước đây và hy vọng quý vị hãy kiểm tra và lắng nghe lại một lần những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. 9月の、パート1では、防災や、災害について、触れさせていただきました。また、もう一度その内容の方を、目を通していただければ、嬉しいです。Và phần 2 của chương trình tháng 9 này, chúng tôi muốn thay đổi cái không khí một chút bằng cách là giới thiệu với mọi người một cái nội dung liên quan đến văn hóa Việt Nam, đó là về Tết Trung Thu. パート2ではちょっとこう経路を変えて、中秋節について、触れさせていただこうかなと思います。Vâng, và về Tết Trung Thu thì đầu tiên là chúng ta hãy tìm hiểu về Tết Trung Thu, vốn dĩ Tết Trung Thu là gì đã. Thì Tết Trung Thu là cái lễ hội theo mùa được du nhập từ Trung Quốc, nên có một vài điểm nó sẽ giống với Trung Quốc. Trăng tròn thường là cái trăng của ngày rằm vào ngày tháng 8 âm lịch, đúng không ạ? Ngày 15 tháng 8 âm lịch là thể hiện cho niềm vui, sự tập hợp và sự đoàn kết. Và vào thời điểm Tết Trung Thu thì mặt trăng sẽ ở trạng thái tròn nhất, nên Việt Nam cũng coi đây là ngày thưởng trăng và nhìn ngắm mặt trăng, cảm tạ cái mùa màng bội thu. Nó đã trở thành cái phong tục truyền thống rồi. まあ、そもそも中秋節っていうのは、中国から伝わった節句で、その中国の中秋節ともそのよく似ているところがあります。で、旧暦の8月15日を、まあ、定めて、そのお祝いを、満月を、の、その、満月の時にその喜びごとっていうか、イベントを開催したり、一緒にこう、まあ、家族と過ごしたりっていうふうに、する、まあ、イベントっていうんですかね。ベトナムでもそういうその月をめでる日とされて、お月見や豊作をこう、感謝する伝統的な風習となっています。Và không biết Hiếu thì như thế nào, nhưng mà mình, anh Thư thì mình sống và lớn lên ở Việt Nam từ bé. Nên là đối với mình, ngày Tết Trung Thu là một ngày rất là được mong chờ trong một năm. Và mặc dù là trong một năm thì có ngày mùng 1 tháng 6 là ngày Tết Thiếu Nhi, nhưng mà đối với trẻ con ấy, đối với trẻ con của Việt Nam thì Tết Trung Thu mới là một cái ngày mà bọn trẻ con nó thích hơn. Bởi vì cái ngày đấy thì chúng mình được cầm đèn lồng đi dạo này, rồi được xem múa lân các thứ rất là vui. Và không biết Hiếu mà sống ở Nhật từ bé thì Hiếu đã trải qua cái Tết Trung Thu như thế nào? アントゥーさんはそのまあ、幼少期の頃からベトナムに住まわれてて、で、そのアントゥーさんにとって中秋節っていうのはすごくこう、まあ、待ち遠しい、いわゆるその大切なその日として、まあ、語っていただいたんですけど、まあ俺僕はどうだろうな、その幼少期の頃中秋節っていうのは、耳にはしたことはある、だけど、その当時おそらくイベントはやってるかもしれないんだけど、参加する気にはならん、あんまり参加する機会がなかった、そうだからこう中秋節って何が面白いんだみたいな、あとはそのまあ、思い出で月餅、バンチュムトゥ月餅のその中に卵入ってる塩卵っていうかな、塩漬けされた卵があると思うんですけど、それの衝撃さ、びっくりして、ちょっとこうテッチョムトゥは自分にとってはおまあそこそここう大きなイベントだけど、こう進んでか参加するっていう感じではなかった、ちょっと離れてる感じかな。Vâng, và đó chắc là chính là cái sự khác biệt giữa cái trẻ con người Việt mà lớn lên tại Việt Nam và trẻ con người Việt mà lớn lên tại nước ngoài. Ví dụ là không chỉ Nhật Bản mà chắc là còn một số cái nước khác trên thế giới nữa, thì chắc là cái việc tổ chức cái sự kiện Trung Thu nó cũng không được rôm rả, hay là không được cái một cách
truyền thống một cách đặc biệt như ở Việt Nam. Đặc biệt là Hiếu có chia sẻ là Hiếu rất cảm thấy là ấn tượng với cả cái bánh trung thu. Bánh trung thu mặc dù là đồ ngọt nhưng ở trong đấy lại có trứng muối. Và đối với mình thì hồi xưa bánh trung thu của mình là ít thấy là có trứng muối lắm, nhưng mà dạo gần đây thì người ta hay cho trứng muối vào ăn hơn. Như trên cái slide này có chia sẻ một vài cái cách chơi trung thu thì đó là mình mua cái đèn lồng cho trẻ con này, rồi cùng với các em nhỏ nếu mà có thời gian thì sẽ trực tiếp làm đèn lồng luôn ấy. Rồi là còn mua cả mặt nạ, rồi là hóa trang tập hợp tại cái nhà văn hóa của cái nơi mà mình sinh sống để cùng hát, cùng nhảy và cùng gọi là phá cỗ. いや、本当にね、ファコっていう言葉も自分にとってはすごく初めてな言葉っていうか、あまり聞き慣れない言葉なので、そんな、まあ自分とちょっと似てる、僕と似てるようなその、方、その境遇が似てる方ももしかしたら聞いてくださってるかもしれないので、ここでは、中秋節ってどんなんなのか、またはそのどこでイベントされてるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ワンワン。Hiếu vừa chia sẻ là đối với Hiếu thì Hiếu rất là quan tâm đến cái sự kiện gọi là phá cỗ. Vậy thì phá cỗ ở trong Tết Trung Thu được tổ chức ở đâu? Hiếu nếu mà biết một vài thông tin, Hiếu có thể chia sẻ được cái sự kiện Tết Trung Thu đang có ở đâu ở trong cái khu vực Kobe mình sinh sống không ạ? 今からじゃあちょっと紹介していきますね。まず、まあ子供たちが楽しめる、まあ大前提楽したちが楽しめるお祭りで獅子舞ですよね。でダンスだったりで店だったりとか、もういろんなそのプログラムがあって、で行われるイベントの場所によって特色が違うから、その特色を味わえてすごく楽しいっていうと、部分がありますね。でバンチョン島、これがバンチョン島、そうで、じゃあ、ちょっと進んで神戸で行われる大きな中秋節イベントでは、この、ベトナムお月見会フェスティバルっていうのが、すごくこう大きい、イベントに当たるのかなと思います。Và trên màn hình Hiếu có chia sẻ cái sự kiện Tết Trung Thu lớn được tổ chức ở Kobe mà do hội người Việt Kobe đúng không ạ? Tổ chức gọi là đêm hội trăng rằm, hội là ngắm trăng, được tổ chức gọi là địa chỉ, Hiếu có thể nói cho mọi người biết địa chỉ ở đâu không ạ? Bác sĩ について今から情報をお伝えしていきますね。ベトナムお月見会フェスティバルは、毎年基本開催されてるんですけども、今年は9月15日の日曜日で、6時半から8時半の予定で、場所が駒ヶ林公園っていう、神戸市長田区、南狛江町の1-73、もうめっちゃもう、なんだ、細かく言っちゃったけど、そう、駒ヶ林公園で、やってます。Và Hiếu có chia sẻ cụ thể hơn về địa điểm và ngày giờ mà tổ chức cái lễ hội này. Đó là vào ngày 15 tháng 9, ngày Chủ nhật, tại một cái công viên có tên là Kumagabayashi, đúng không ạ? Có trên slide là chúng tôi cũng đăng tải cái địa chỉ của cái công viên này. Và cái sự kiện này thì thường diễn ra hàng năm và với nhiều cái chương trình rất là thú vị, như là đang trình chiếu trên slide đây. もうここの、実は去年、僕初めてこの、フェスティバルに参加したことがあるんです。あ、参加っていうか観客として。で、もう、MC の人がもうものすごくユーモアがあって、ジョコイ?ジョコイ?ジョコイ。ジョコイ。ブイチハン。もうすごくユーモアがあって、で、かつ、こう、歌やそのダンスとかも、すごくこう、魅力的。で、かつ今、こう、画面に、ちらーっと見えてるかもしれないんですけれども、獅子舞が、もう、プロだな、っていう感じです。自分の父親が、すごく、ストリートの獅子舞を昔やってたので、ものすごく獅子舞に、こう、こだわりがある方なんですけれど、その父親が、あ、ここうまいな、みたいな、っていうぐらい、すごく迫力があって、ちょっとね、ビデオをお見せできたら嬉しいんだけど、できるかな。Vâng, cảm ơn Hiếu đã chia sẻ.
Và bây giờ Hiếu đang cho mọi người xem cái màn trình diễn múa lân mà Hiếu có quay lại vào cái sự kiện Tết Trung Thu năm ngoái. Và bố của Hiếu là một người đã từng tham gia nhảy múa lân đường phố, đúng không ạ? Và bố của Hiếu có nhận xét về cái màn múa lân của cái chương trình hôm đó là một trong những cái màn múa lân rất là ấn tượng. Và gọi là rất là rất là giỏi đúng không ạ? Rất là giỏi và khiến cho bố của Hiếu cũng phải thấy thán phục nữa. Để この獅子舞以外にもおもちゃをこうみんなに配ったりとか、あとはこう観客を巻き込んでの歌やダンスとか、やっぱその大人ももちろん楽しめるし、子供もこうたくさんこうなんだろう楽しめる、でいろんなことをこう交流できる、もうすごく素敵なフェスティバルでした。Vâng, và ngoài ra còn có một vài gian hàng bán đồ chơi này, rồi có những cái phần mini game nhỏ để cho cả người lớn lẫn trẻ con có thể vui chơi lễ hội, rất là náo nhiệt đúng không ạ? で、今お聞きしている皆さんに、ちょっとお伝えしたい、部分の一つである、その、このフェスティバルのその主催者って言いますか、おわんさんのその思いをちょっと、一つ述べさし、お伝えしようと思います。ベトナムの、その、すごく大事にしているアイデンティティと言いますか、その文化の行事でもある中秋節ですけど、ベトナムの方だけでなく、その日本の方をはじめ、いろんな方に、来て、交流して、知ってほしいっていう思いが、語っていただきました。これすごく自分が聞いてもなんだろう、感動したっていうか、もう関わるいろんな方が関わることでまたこう違ったそのなんだろうな言葉がすごい難しいんだけど、こう面白さだったり変化が生まれると思うので、皆さんぜひ。Thật là ấn tượng nếu mà Hiếu và cái người mà tổ chức cái sự kiện này có cái chia sẻ và được truyền tải đến cho mọi người biết được rằng là cái người tổ chức ra cái sự kiện này cũng rất là mong muốn không chỉ người Việt mà cả những cái người Nhật hay là những người mà nước ngoài nữa đang sinh sống tại Nhật Bản, tại Kobe có thể biết được cái chương trình ngắm trăng, lễ hội trăng rằm, một phần một cái nét văn hóa rất là đặc biệt của dân tộc Việt Nam, đúng không ạ? Vâng, và cái phần 2 của chương trình tháng 9 xin được tạm dừng tại đây và hy vọng là có thể truyền đạt tới mọi người được cái những cái nội dung rất là mới mẻ và thú vị về văn hóa, về Tết Trung Thu trong phần tiếp theo. Kết luận, Việt Nam ở Tsuki Mikai Festival, 行くしかない. ということで, 皆さんぜひ行ってみてください. Chương trình đến đây là kết thúc. それではまた次回の番組でお会いしましょう。せーの、新チャオタンビッバーヘンガプライ。You're listening to FM YY。힘내자고베 FM YY。FM YY 将是你的知心朋友。頑張ろう神戸。